Tuấn Triều, anh Thơ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Không nguyền rủa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Dân Số Ký đoạn 24 từ câu 15 đến câu 19, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ba-la-am nói tiên tri rằng, lời tiên tri của Ba-la-am con trai Bê-ô, lời tiên tri của người có mắt mở ra, lời tiên tri của người nghe lời Đức Chúa Trời, biết tri thức của Đấng Chí Cao, thấy khải tượng về Đấng Toàn Năng, liền té quỵ xuống và mắt mở ra. Tôi thấy Ngài, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi trông Ngài, nhưng không phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một phương trượng sẽ trội giấy từ Israel. Ngài sẽ đập vỡ màn tang của Mô-áp và vương miện của dòng dõi Sết. Ơ-đôm sẽ bị chinh phục, Sê-i-rơ là kẻ thù sẽ bị xâm chiếm, nhưng Israel sẽ được cường thịnh. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ sống sót của thành. Câu gốc hôm nay được chép trong Dân Số Ký đoạn 24 câu 17. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một phương trượng sẽ trỗi dậy từ Israel. William Shakespeare là một bậc thầy về lăng mạ, một phẩm chất mà diễn viên Barry Crabb đã tận dụng một cách thành thạo. Với quyển Shakespeare in Soul Generator của mình, quyển sách khéo léo tổng hợp những lời lăng mạ tinh tế được rút ra từ các vở kịch của Shakespeare. Ví dụ, bạn có thể phỉ báng ai đó bằng cách nói: "Ngươi là tên bốc phét, kẻ lưu manh đần độn." Điều đó còn sáng tạo hơn nhiều so với việc nói rằng: "Ngươi khoe khoang quá nhiều và ngươi chẳng thông minh gì cho lắm, đồ vô lại." Quyển sách hài hước của Crabb khá vui nhộn, nhưng một vị vua cổ đại của Mô-áp đã cố gắng trả tiền cho một vị tiên tri bí ẩn, không chỉ để phỉ báng dân Israel mà còn để thẳng thừng nguyền rủa họ. Vua Ba-lát nói với Ba-la-am: "Hãy đến nguyền rủa dân này cho ta." Thay vào đó, Ba-la-am đã khiến nhà vua tức giận khi chúc phước cho dân Do Thái nhiều lần. Một trong những lời chúc phước của ông bao gồm lời tiên tri này: "Tôi thấy Ngài, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi trông Ngài, nhưng không phải ở gần." Rõ ràng là nhân vật trong khải tượng vẫn chưa xuất hiện, nhưng Ba-la-am đang nói về ai? Dòng tiếp theo chứa đựng manh mối: một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một vương trượng sẽ trỗi dậy từ Israel. Một ngày nào đó, ngôi sao sẽ dẫn các nhà thông thái đến với hài nhi được hứa. Vị tiên tri người Mesopotamia cổ đại không biết gì về đấng Messiah đã chỉ cho thế giới một dấu hiệu trong tương lai, tuyên bố sự xuất hiện của Ngài. Sự chúc phước chứ không phải rủa sả, đến từ một nơi không ai ngờ đến. Dân Số Ký đoạn 24 giúp bạn nhìn câu chuyện Giáng sinh khác đi như thế nào. Điều đó có thể thay đổi cách bạn hành động khi gặp những người chống đối công việc Chúa ra sao. Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt để thấy bàn tay Ngài đang hành động trong mọi sự. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý khán giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé, và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.